bạn thân mến, chúng tôi đang có mặt tại Vân Long, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Thế nhưng đến với nơi đây không chỉ có cảnh thiên nhiên kỳ thú mà còn có rất nhiều những hoạt động trải nghiệm thú vị đang chờ đợi chúng ta. Điều thú vị đầu tiên có lẽ là được ngồi trên những chiếc thuyền nan như thế này để khám phá đầm Vân Long. Giữa quang cảnh thơ mộng của khu đầm nước, có thể bắt gặp hình ảnh của người dân dập cua, mỏ ốc rất sống động. À. Anh chờ thôi. Anh Hiệp thì nhìn con cua này và nghĩ đến sự hòa hợp của thiên nhiên, còn em thì chỉ nghĩ đến món canh cua thôi. Càng vào sâu bên trong, quang cảnh càng thơ mộng và cuốn hút. Nếu may mắn, chúng tôi sẽ được tận mắt nhìn thấy những loài động vật trú ngụ ở đây, đặc biệt là loài vò quý hiếm. Ồ, vò kia rồi. Dạ, đâu đâu chú? Đây 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 kia. Kia kia kia, trên cái mỏ núi. Hai cái con kia ấy ạ. Đây là vò mông trắng hoặc là con tắc dọc. Mình thì mình lịch sự mình gọi là vò quần đùi trắng, còn đâu người dân ở đây thì gọi là vò mông trắng. Tắc cộp, tắc cộp. Anh gọi thế em thấy nó chạy đi mất rồi. Chào ông chủ luôn ơi, ông dập có được nhiều không? Dạ. Chào chú ạ. Chào chú, cho tụi cháu dập cua cùng với. Muốn ăn cua róc ông nhồi. Có con thì gả cho người đồng chiêm. Thôi được rồi, bây giờ như này. Em sẽ lo phần đánh bắt, còn anh Hiệp sẽ ở trên này lo phần thu hoạch, có được không? Anh lo phần thu hoạch á? Anh trai tráng mà trông khỏe khoắn này mà em để anh trên thuyền này. Rồi. Được không được, không được. Thế thì phải cùng xuống dập với nhau. Anh sẽ là trợ lý dậm cua của em. Được rồi, để xem ai là trợ lý. Nổi nước tự nhiên quá trời. Rất mát và rất êm. Thích hơn em nghĩ nhiều. Tôi được biết tới Vịnh Vân Long cái tên là Vịnh Không Sóng. Nhưng ngày hôm nay e rằng đi với cô bé này thì chắc là hành trình tôi sẽ gặp nhiều sóng gió. Tại sao anh lại nói thế? Bởi vì anh thấy em có vẻ chẳng sợ gì cả. Rất là ngang tàng. Cua ơi, ta bảo cua này. Cua chui vào rậm. Cô về với ta. Ha ha, đã được 1, 2, 3, 4, 5 con cua rồi. Em cầm cua phải mạnh dạn nhờ, không hề thấy sợ sệt gì cả. Đây nữa. Trang này, dạ. Rất là bất ngờ khi thấy em cũng lại thích được tham gia những hoạt động như thế này. Em còn bất ngờ chứ lại. Và em nghĩ là có lẽ là không chỉ riêng mình em đâu, mà đối với các khách du lịch, khi mà họ đến đây thì ngoài việc được nhìn ngắm cảnh vật thiên nhiên thế này thì được trải nghiệm những sinh hoạt hàng ngày của người dân cũng là một điều rất là thú vị. Ở Vân Long thì có rất nhiều lựa chọn cho chúng ta có thể tham gia vào, đúng không? Theo gợi ý của chú Quang, tôi sẽ dẫn Minh Trang đến một địa điểm đặc biệt của Vân Long. Đó là nơi trú ngụ của bầy cò hàng trăm con ở đây. Ôi sâu thế. Phải chân gì ạ? Cảnh tượng trước mắt thật tuyệt vời. Tiếc rằng chúng tôi không thể tiến gần hơn để được chiêm ngưỡng chúng. Do tập tính của loài cò nên mùa này không ăn ở những bãi gần mà thường bay vào những hang sâu. Do đó rất khó để quan sát được chúng ở gần. Giá mà có những cái cột mà lắp ống nhòm để chúng ta có thể phóng tầm mắt ra xa hơn ngắm hoạt động của đàn cò. Thì hành trình sẽ rất là trọn vẹn nhé. Nhưng mà từ đây. À đây, anh nhìn